Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng về xung đột Nga-Ukraine trong suốt 24 giờ qua trên kênh YouTube Báo Điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Naver News mới đây đưa tin, bằng chứng từ hình ảnh vệ tinh radar cho thấy Moscow đang sử dụng một thiết bị gây nhiễu mạnh ở Sevastopol. Bán đảo Crimea đã trở thành mục tiêu gần như liên tục cho các cuộc tấn công của Ukraine, thường sử dụng các phương tiện không người lái trên không và trên biển. Ukraine tuyên bố sẽ đòi lại bán đảo ở phía nam đất liền Ukraine, nơi hạm đội Biển Đen của Nga đóng quân tại Sevastopol. Nga nhiều lần cho biết họ đã sử dụng các máy bay không người lái của Ukraine bằng cách sử dụng tác chiến điện tử EVK, vũ khí hóa quang phổ điện tử. Trong một cuộc xung đột sử dụng máy bay không người lái chiếm ưu thế như cuộc chiến ở Ukraine, EVK là một trong nhiều khả năng quan trọng mà cả hai bên đều hy vọng sử dụng hiệu quả hơn đối thủ của mình. Trước đó, trang tin quân sự Bulgaria cũng cho biết gần đây trên mạng xã hội X, Twitter trước đây chia sẻ mạnh ảnh vệ tinh về một khu phức hợp dọc bờ biển Crimea thuộc vùng Sevastopol. Những bức ảnh đó được chụp vào ngày 24 tháng 11 bởi vệ tinh Sentinel-1 của cơ quan vũ trụ châu Âu. Các chuyên gia không thể xác định trong khu phức hợp đó là hệ thống tác chiến điện tử vô tuyến hay hệ thống radar, nhưng rõ ràng khu phức hợp này đã tạo ra sự can thiệp mạnh mẽ về tín hiệu. Quan sát quy mô hoạt động của khu phức hợp, các chuyên gia quân sự cho rằng nó có thể được xây dựng nhằm tăng cường hiệu quả chống lại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng không người lái của Ukraine, giúp bảo vệ các cơ sở và hạ tầng quan trọng trên bán đảo Crimea. Theo trang tin quân sự Bulgaria, sẽ hợp lý khi đó là một hệ thống radar đã có từ lâu, nhưng mới được tích hợp vào hệ thống phòng không của Nga ở Crimea. Giả định này càng trở nên hợp lý hơn khi người ta thấy trụ sở của hạm đội Biển Đen nằm ở Sevastopol, nơi từng bị Ukraine tấn công, cùng với việc tấn công phá hủy một số tàu nằm ở nhà máy sửa chữa tàu tại Sevastopol. Nếu là radar, thì rất có thể là những hệ thống radar của Nga có thể ngăn chặn mọi nỗ lực kết nối với vệ tinh thông qua khả năng gây nhiễu gồm Voronezh và Nebo-M. Hệ thống radar Voronezh với các biến thể Voronezh-DM và Voronezh-M có khả năng phát ra sóng điện tử mạnh mẽ, làm gián đoạn quá trình truyền và nhận tín hiệu hoặc gây nhiễu các thiết bị điện tử và hệ thống liên lạc gần đó. Bán kính phủ sóng của hệ thống radar Voronezh vào khoảng 150 km. Trong khi đó, Nebo-M là hệ thống radar 3 chiều di động được thiết kế để phát hiện và theo dõi các mục tiêu trên không, bao gồm máy bay và tên lửa. Nebo-M còn được biết đến với khả năng đối phó điện tử tiên tiến, có thể làm gián đoạn, ngăn chặn nỗ lực kết nối với vệ tinh thông qua việc gây nhiễu. Hệ thống này còn có thể gây khó khăn cho đối phương trong việc xác định vị trí chính xác của nó. Nga đã tấn công Ukraine bằng 20 máy bay không người lái UAV Shahed và 8 tên lửa S-300 vào đêm ngày 29 và rạng sáng 30 tháng 11, theo giờ địa phương. Trong đó, lực lượng phòng không Ukraine đã phá hủy 14 máy bay không người lái. Không quân Ukraine xác định các máy bay không người lái và tên lửa được quân đội Nga phóng từ hai hướng là bán đảo Crimea và vùng Primorsko-Astatka. Các máy bay chiến đấu, đơn vị tên lửa phòng không cùng các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng không và không quân Ukraine đã tham gia đẩy lùi cuộc tấn công. Ở một diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã kiểm soát ngôi làng tên Khromove ở ngoại ô thành phố Bakhmut thuộc Donetsk. Theo Reuters, trước khi giao tranh nổ ra, ngôi làng có khoảng 1.000 người. Ukraine không bình luận về thông tin trên, nhưng xác nhận tình hình tiếp tục căng thẳng ở Donetsk. Nga đã bao vây được gần 3 hướng xung quanh thị trấn công nghiệp Adipka. Tướng Oleksandr Tarnavsky, chịu trách nhiệm chỉ huy chiến dịch ở mặt trận phía nam của Ukraine, cho hay các đơn vị dưới quyền đang giữ vững chiến tuyến dọc theo mặt trận Adipka, vốn cách làng Khromove khoảng 50 km về hướng bắc. Trong ngày 29 tháng 11, cả Moscow và Kiev đều tuyên bố bắn hạ các máy bay không người lái và tên lửa của đối phương trong vòng 24 giờ. Cụ thể, không quân Ukraine cho hay triệt tiêu toàn bộ 21 UAV và 2 trong số 3 tên lửa dẫn đường của Nga. Tên lửa thứ 3 không đến được mục tiêu. Về phần mình, Nga cho biết đã bắn hạ một UAV của Ukraine trên đường bay đến thủ đô Moscow và một UAV khác bên trên vùng Rostov ở phía nam. Không xảy ra thương vong hoặc tổn thất trên mặt đất trong quá trình lực lượng Nga xử lý UAV. Ngành quốc phòng Israel sản xuất nhiều loại vũ khí, từ vũ khí nhỏ, thiết bị vô tuyến, máy bay không người lái và nền tảng vũ khí điều khiển từ xa, cho đến xe tăng chiến đấu chủ lực, hệ thống phòng không và tên lửa, thậm chí cả tên lửa đạn đạo có khả năng hạt nhân. Israel cũng là nước xuất khẩu vũ khí lớn,
cung cấp vũ khí trị giá hơn 12,5 tỷ đô la Mỹ cho gần 10 khách hàng nước ngoài vào năm ngoái. Trong đó, khách hàng hàng đầu bao gồm Ấn Độ, Azerbaijan, Philippines và Mỹ. Tuy nhiên, không giống như Nga và Mỹ, Israel không có khả năng phát triển và sản xuất tất cả vũ khí quân sự một cách độc lập. Vì lý do này, Tel Aviv đã dựa vào mối quan hệ cộng sinh với Washington để nhập khẩu vũ khí. Các nhà thầu quốc phòng Mỹ nhận được các hợp đồng đảm bảo Israel được hưởng hàng tỷ đô la Mỹ từ những loại vũ khí thực sự miễn phí. Với mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên, không có gì ngạc nhiên khi vũ khí Mỹ chiếm phần lớn lượng nhập khẩu vũ khí của Israel, với con số khổng lồ là 92% từ năm 2017 đến năm 2021. Theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI tổng hợp, vũ khí Đức chiếm 6,9% lượng nhập khẩu vũ khí của Israel trong cùng thời kỳ, đứng thứ ba là vũ khí Italy với 1%. Nói cách khác, theo tính toán của SIPRI, từ năm 2017 đến năm 2021, chỉ có 3 quốc gia cung cấp vũ khí cho quốc gia Trung Đông này, chiếm tới 99,9%. Trong khoảng thời gian dài hơn, từ năm 2011 đến năm 2020, SIPRI cho biết vũ khí Mỹ chiếm 70,2% lượng nhập khẩu vũ khí thông thường chính của Israel. Vũ khí Đức, Italy và Canada lọt vào top 4 với tỷ lệ lần lượt là khoảng 23,9%, 5,9% và 0,05%. Theo nghiên cứu của chiến dịch chống buôn bán vũ khí CAAT, các hợp đồng nhỏ hơn, bao gồm các phụ tùng thay thế, vũ khí nhỏ và hệ thống vũ khí hạng nhẹ, cũng chủ yếu dành cho các nhà cung cấp Mỹ. Mỹ đã ký các thỏa thuận vũ khí trị giá khoảng 8,7 tỷ đô la Mỹ với Israel từ năm 2015 đến năm 2019. Trong cùng khoảng thời gian đó, Đức, Anh và Italy đã cấp giấy phép bán vũ khí cho Tel Aviv trị giá lần lượt là 944 triệu đô la Mỹ, 474,5 triệu đô la Mỹ và 374,5 triệu đô la Mỹ. Hơn bất kỳ lĩnh vực nào khác, Tel Aviv phụ thuộc vào vũ khí của Washington để đảm bảo năng lực của không quân Israel IAF, bao gồm cả phi đội F-35L Adir mới của lực lượng này. Nước này dự kiến nhận 75 máy bay phản lực thế hệ thứ 5. Israel cũng phụ thuộc vào Mỹ để đáp ứng nhu cầu của IAF suốt hơn 50 năm, mua và sửa hàng trăm chiếc Boeing F-15XG và F-15E Tiger-XG, cũng như General Dynamics F-16 Fighting Falcon trong những năm qua. Máy bay Mỹ cũng chiếm đa số trong phi đội máy bay tiện ích, máy bay tình báo điện tử, vận tải và tiếp nhiên liệu trên không, cũng như kho trực thăng của Israel, bao gồm Bell AH-1 Cobra, Boeing AH-64 Apache, dòng trực thăng chiến đấu và vận tải Sikorsky CH-53 và S-70. Công ty con của Northrop Grumman là công ty đóng tàu Ingol đã hào phóng đóng cho Israel hạm đội tàu hộ tống hải quân 5 lớp Sa'a. Hệ thống phòng thủ Rafael của Israel cũng nhận được sự trợ giúp từ Raytheon. Những loại vũ khí ít tốn kém hơn nhưng không kém phần quan trọng được sản xuất tại Mỹ và giao cho Israel bao gồm một loạt súng tiểu liên, súng trường tấn công và bắn tỉa, súng máy đa năng M-60 và súng máy hạng nặng Browning M-2, hệ thống tên lửa vác vai M-72 lo 66mm, súng phóng lựu M-203, MK-19 và MK-47 cùng tên lửa chống tăng Thor. Về phương tiện vận tải quân sự, Mỹ đã bán xe tải M113 APC Humvee, M35 và Hemti, cũng như máy ủi, máy xúc và máy xúc bánh lốp Caterpillar cho Israel. Tel Aviv đã bọc thép phương tiện này và gửi đến để san bằng các tòa nhà bị nghi ngờ là do các tay súng Palestine hoặc thành viên gia đình sử dụng. Các thiết bị khác bao gồm xe thu hồi M88, pháo lựu hành M109 155mm tùy chỉnh, hệ thống tên lửa phóng loạt M270 được sửa đổi và hệ thống tên lửa đất đối không MIM-104 Patriot. Điều đặc biệt là các hợp đồng vũ khí giữa Israel với Mỹ phần lớn được trao miễn phí cho quốc gia Trung Đông này. Từ năm 1948 đến năm 2023, Mỹ đã cung cấp cho Israel hơn 260 tỷ đô la Mỹ dưới dạng hỗ trợ quân sự và kinh tế, thêm ít nhất 10 tỷ đô la Mỹ để cùng phát triển các loại vũ khí như Iron Dome. Gần đây, trong cuộc khủng hoảng Gaza, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề nghị Quốc hội cung cấp khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 14,3 tỷ đô la Mỹ. Nếu được thông qua, sẽ là khoản tài trợ lớn nhất cho Israel ít nhất từ năm 1979. Danh sách vũ khí do các quốc gia khác bán cho Israel khiêm tốn hơn nhiều. Trong đó, có các loại vũ khí như súng ngắn dưới nước Heckler và Colt P-11 do Đức sản xuất, được lực lượng đặc nhiệm Israel sử dụng,
súng ngắn Beretta M1951 do Italy sản xuất, máy FN Mark của Bỉ, súng bắn tỉa Mosel 86SR của Đức, xe đa dụng MDT David tùy chỉnh của Anh, Israel và xe tải hạng nặng Unimog 437 của Đức. Về không quân, Israel dựa vào các máy bay huấn luyện G120 do Đức sản xuất và Amachi M346 Master của Italy, cùng một số trực thăng tuần tra hàng hải Eurocopter Panzer do Pháp sản xuất. Trên biển, ngoài các tàu hộ tống lốp Sa'a-5 do Mỹ chế tạo, Israel đã nhận được 4 tàu hộ tống phóng tên lửa Sa'a-Sikdu cùng các tàu ngầm diesel điện Dolphin 1 và Dolphin 2 Đức sản xuất. Ngoài khả năng phóng ngư lôi, những tàu này còn có thể phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu vũ khí này.